Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, trong tổng số 92 ca mắc mới COVID-19 vào ngày hôm qua, ngày 4 tháng 8, thì riêng chuỗi lây nhiễm từ cảng cá Thọ Quang đã có đến 76 ca. Trong đó có 42 F1 đã cách ly, 13 ca trong khu vực phong tỏa ở quận Sơn Trà, Thanh Khê, Hà Châu, 4 ca là đối tượng nguy cơ cao liên quan đến cảng cá Thọ Quang. Đáng lưu ý là có 15 ca được phát hiện qua xét nghiệm hộ gia đình tại các phường nguy cơ và 2 ca đến khám tại bệnh viện. Phải tập trung truy vết hết các trường hợp liên quan đến cảng cá là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Tổng số ca bệnh COVID-19 liên quan chuỗi cảng cá Thọ Quang đến nay đã là 467 ca. Ngành y tế và các địa phương đã tiến hành xét nghiệm hơn 53.000 lượt người là F1 và các trường hợp liên quan.